Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe chính là lời giải thích của Chúa Giêsu dành cho các anh em môn đệ của mình về dụ ngôn mang tựa đề là người đi gieo hạt giống. Một câu chuyện mà chúng ta đã nghe thuật lại trong bài phúc âm của thánh lễ ngày thứ tư vừa qua. Đó là một câu chuyện rất đời thường, có thể nói là diễn ra ngày ngày ở trong đời sống của người Do Thái. Thế nhưng khi nghe Chúa Giêsu giải thích về câu chuyện đó xong rồi thì hoặc là các môn đệ là những người trực tiếp của ngày xưa, hay chúng ta là những người gián tiếp của ngày hôm nay, khi nghe giải thích về câu chuyện đó, ai ai cũng biết rằng Chúa Giêsu không hề có ý truyền đạt một kinh nghiệm gieo trồng cho các thế hệ mai sau. Đứng về góc độ của người Việt Nam chúng ta, được coi là xứ sở của cây lúa nước, chúng ta có thể ngạc nhiên, chúng ta có thể ngỡ ngàng rất là nhiều về cái cách gieo trồng đó. Sao lại có chuyện là hạt rơi xuống vệ đường, hạt lăn vào bụi gai, hạt nằm trên đá sỏi? Không, không thể như thế. Nếu cộng đi tính lại thì chúng ta sẽ thấy có đến hơn 50%, nếu không muốn nói là 75% số hạt giống nó đã bị hao hụt. Trình độ của người gieo hạt như thế quả là thấp kém, không có gì để học hỏi cả. Thế nhưng khi đã gọi là câu chuyện dụ ngôn rồi thì những thông điệp được gửi gắm vào câu chuyện mới là điều quan trọng hơn hết, mới là điều mà người ta nhắm tới khi kể về câu chuyện mang tên là dụ ngôn như thế. Tất cả chúng ta, tất cả những ai đã từng mang hạt giống đặt xuống đất, dù là bởi một cái cách thức hay
một cái phương pháp khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất mà thôi. Đó là hy vọng và mong muốn một kết quả bội thu. Con nghĩ rằng đó mới là điều Chúa Giêsu nhắm tới khi kể câu chuyện này. Đó là làm thế nào để cho hạt giống trổ sinh nhiều hoa trái nhất. Mà một khi hạt giống đã đặt xuống đất rồi thì cái kết quả ấy sẽ còn tùy thuộc hoàn toàn vào sự tương tác giữa hạt giống và mảnh đất mà thôi. Thưa anh chị em, mặc dù không ghi lại chi tiết câu chuyện này như là Luca, như là Marco, nhưng chúng ta cũng dễ dàng biết rằng hạt giống ấy chính là giáo huấn về nước trời. Hạt giống ấy chính là lời của Chúa. Mà lời của Chúa là bất biến. Lời của Chúa là chân thiện mỹ được viết hoa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng lời ấy nó đã trở nên nguồn cảm hứng vô tận cho tất cả mọi sáng tác ở trong thánh ca. Lời là hạt giống, cho nên hạt giống từ bản thân nó là hoàn hảo, từ bản thân nó là tốt lành. Giờ đây chỉ còn gặp điều kiện thích hợp, nơi đất đai, nơi thổ nhưỡng, lập tức nó sẽ trổ sinh hoa trái. Như vậy giờ đây chỉ còn lại là việc của đất mà thôi. Đất ấy cơ bản và thiết yếu phải là màu mỡ, phải là đủ điều kiện. Nếu mà nói theo cách giải thích của Chúa Giêsu trong dụ ngôn này thì nó phải là đất tốt. Cuộc sống và con người của mỗi chúng ta đây chính là mảnh đất mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới. Thiên Chúa như là một ông chủ hào phóng, Thiên Chúa như là một người thợ lành nghề, ngày ngày vẫn kiên nhẫn gieo vào mảnh đất trần thế này, gieo vào ruộng lúa thế gian này những hạt giống tốt đẹp, hoàn hảo qua lời của Người. Dù biết rằng có những hạt giống sẽ rơi vào những nơi không mong muốn, để rồi kết thúc trong số phận đáng buồn của nó. Chúng ta đang là gì trước lời của Chúa? Là sỏi đá hay bụi gai? Là đường đi hay đất tốt? Mỗi người chúng ta đã và phải có câu trả lời trước lòng nhân lành của Chúa. Nhưng con tin chắc rằng mỗi ngày qua các cử hành phụng vụ, Chúa vẫn tiếp tục và kiên trì ban lời của Người cho chúng ta như là những cái cách thức và phương tiện cần thiết để cải thiện mảnh đất cuộc đời của mình. Bụi đá, sỏi đá, bụi gai, vệ đường có lẽ sẽ không trở thành đất tốt được, nhưng lòng người thì có thể thay đổi. Bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay đã nhắc đến những cái phương tiện ấy. Trên con đường đi về vùng đất mới, hôm nay Thiên Chúa đã trao cho dân Israel những lệnh truyền cần thiết, trao cho họ những lệnh truyền ấy để họ tuân giữ, để họ thi hành, để họ được trở nên hiệp nhất hơn, để họ được trở nên công chính hơn, chuẩn bị bước vào đất hứa.
Nếu chúng ta tổng hợp và sắp xếp lại những lệnh truyền ấy, chúng ta sẽ thấy được rằng không phải là xa lạ ở đâu cả. Đó chính là 10 giới răn mà chúng ta đã và đang sống, đang thực thi mỗi ngày ở trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin của mình hôm nay. Như vậy, ta có thể nói được rằng tuân giữ các giới răn chính là cách thức hiệu quả nhất để cải thiện mảnh đất cuộc đời của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, dù rằng trong thực tế, để đạt được những mục đích khác nhau, người ta đã không ngần ngại cắt xén, chối từ, bóp méo lời của Chúa một cách đáng buồn. Nhưng con tin chắc chắn rằng lời của Người sẽ luôn là chân lý, lời của Người sẽ luôn hướng dẫn chúng ta đến sự trọn lành. Các giới răn, các lề luật của Chúa sẽ luôn là những phương tiện cần thiết và thích hợp nhất để biến đổi mảnh đất cuộc đời của chúng ta đây trở thành những mảnh đất tốt, để cho hạt giống lời của Chúa được trổ sinh hoa trái. Không phải cho Chúa nữa, mà cho chính chúng ta, cho phần phúc đời đời của chúng ta. Nơi những thành phố đông người, người ta đã đặt những tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ như là những cái phương pháp hữu hiệu để mà giữ gìn an toàn cho cuộc sống người dân. Trên con đường sống đạo, trên hành trình sống đức tin của mình, con nghĩ rằng Chúa cũng trao cho chúng ta các giới răn, các lề luật ấy như là những tín hiệu đèn xanh đỏ để mà bảo đảm cho phần rỗi đời đời của chúng ta. Hãy kiên nhẫn thực thi lời dạy của Chúa, đời sống của chúng ta sẽ được an vui. Hãy tin tưởng và vui mừng sống các giới răn của Chúa, cuộc sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc, sẽ có hạnh phúc hôm nay và sẽ có hạnh phúc ở ngày mai vĩnh cửu.